Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Ban chỉ đạo tỉnh ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực triển khai nhiệm vụ. Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc. Hội đàm giữa đoàn đại biểu thanh niên tỉnh Hà Giang và Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Công an tỉnh Hà Giang tăng cường đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 13 tháng 12, Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực tổ chức họp đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tháng 11, triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2023. Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, quyền Bí thư tỉnh ủy, trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Tham dự họp có đồng chí Thao Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Đình Phới, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban nội chính tỉnh ủy, đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Trong tháng 11 năm 2023, các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quán triệt, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, rà soát các cơ chế, chính sách, văn bản đã ban hành để kịp thời kiến nghị, hoàn thiện, bổ sung phù hợp với quy định của cấp trên và tình hình cụ thể của địa phương. Trong tháng 11, cấp ủy các cấp đã thực hiện kiểm tra 282 cuộc đối với 45 tổ chức đảng và 276 đảng viên, giám sát 358 cuộc đối với 83 tổ chức đảng và 336 đảng viên. Công tác thanh tra hành chính, thanh tra trách nhiệm, thanh tra kiểm tra chuyên ngành, công tác xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Các cấp, các ngành đã tiếp 101 lượt công dân với 99 vụ việc, tiếp nhận 163 đơn vụ việc với tỷ lệ giải quyết đạt 96%. Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu tập trung trao đổi các nội dung về chương trình kiểm tra của Ban chỉ đạo năm 2024, công tác thanh tra, kiểm tra cần đảm bảo hiệu quả, tránh trùng lắp, quan tâm kiểm tra công tác cán bộ, kiểm tra công tác quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản. Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, quyền Bí thư tỉnh ủy, trưởng Ban chỉ đạo tỉnh ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực yêu cầu nhiệm vụ tháng 12 cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống tham nhũng tiêu cực đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục các biểu hiện đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Cần tập trung hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong năm 2023, chủ động tham mưu, xây dựng chương trình công tác trọng tâm, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban chỉ đạo, cũng như chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2023 trong tháng 12 năm 2023. Cùng với đó, quyền Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng cũng đã thống nhất chương trình kiểm tra của Ban chỉ đạo theo từng quý của năm 2024. Ủy ban Nhân dân tỉnh, chính quyền các địa phương và cả hệ thống chính trị cần ra sức phấn đấu, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024 ở mức cao nhất, với tinh thần chung là quyết liệt hơn nữa, sáng tạo hơn nữa. Đây là chỉ đạo được quyền Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh tại hội nghị triển khai nghị quyết của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 diễn ra vào chiều ngày 12 tháng 12. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Đức Quý, Hà Thị Minh Hạnh đồng chủ trì hội nghị. Sự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, Thường trực Huyện ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố. Căn cứ nghị quyết của Ban chấp hành tỉnh ủy và nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 cùng với chỉ thị, chương trình hành động và hướng dẫn tổ chức triển khai. Theo đó, trong năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao 36 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội,
trong đó có một số chỉ tiêu quan trọng như tốc độ tăng tổng sản phẩm đạt 7,5%, tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng một người một năm, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 2.460 tỷ đồng, thu hút khách du lịch đạt 3,2 triệu lượt, giá trị sản phẩm bình quân đạt 63 triệu đồng một hecta đất canh tác, tỷ lệ đô thị hóa 25,2%, tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,4%, tương ứng giảm 7.821 hộ. Phát biểu chỉ đạo, quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các địa phương và cả hệ thống chính trị cần ra sức phấn đấu, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ ở mức cao nhất với tinh thần chung là quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, triển khai tích cực giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm 2024, tránh tình trạng đầu năm đùng đỉnh, cuối năm vội vàng. Quyết liệt nâng cao chất lượng giáo dục, bảo tồn văn hóa và giảm nghèo bền vững, tăng cường sự lãnh đạo, củng cố tiềm lực quốc phòng, đảm bảo an ninh, thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các âm mưu của các thế lực thù địch. Đặc biệt là chúng ta phải tập trung nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các sở ngành và các địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Cái này báo cáo đồng chí là có thể nói là một trong những khâu tổ chức thực hiện đang yếu nhất hiện nay. Nhiều khi báo cáo đồng chí là alo cho nhau một câu thôi thì chắc giải quyết được. Nhưng cứ phải làm một cái văn bản, xong văn bản đi, văn bản lại, văn bản đến, báo cáo đồng chí mất rất nhiều thời gian. Đồng chí Tổng Bí thư rất là rõ rồi, mà chỉ đạo trong cả nước rồi, chúng ta cũng đều được nghe rồi. Đó là cái việc mà tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang, thông suốt. Thì đề nghị chúng ta quán triệt trong cái công tác phối hợp giữa ngành với ngành, ngành với cấp, và báo cáo các đồng chí tới đây là giữa địa phương nọ với địa phương kia, trong cái việc mà phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ cho nó tốt, nó hiệu quả. Chỉ ra những thuận lợi khó khăn trong phát triển kinh tế xã hội năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cần thống nhất hành động, nâng cao trách nhiệm, phấn đấu thực hiện cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, thực hiện quyết liệt có hiệu quả các đột phá chiến lược, các chương trình, đề án phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Ủy ban các huyện, thành phố tập trung tham mưu cho cấp ủy và hội đồng dân cấp huyện ban hành nghị quyết để lãnh đạo triển khai tổ chức thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024 đảm bảo kịp thời sát với tình hình thực tế của địa phương, đồng thời tổ chức giao chỉ tiêu kinh tế xã hội cụ thể cho các xã, phường, thị trấn, tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện cái quy hoạch của tỉnh. Bây giờ quy hoạch có rồi, công bố rồi, tất cả mọi cách tích hợp rồi, như hôm qua đi ở trong Xi Mần các đồng chí cũng nói về các mỏ vật liệu thông thường ấy, thì tôi giao lại cho Sở Tài nguyên Môi trường rồi, phải giúp đỡ tháo gỡ ngay, là triển khai đồng hiệu quả đồng bộ chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm, cái hạ tầng chiến lược. Cùng với những nhiệm vụ trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các huyện, thành phố cần đẩy nhanh xây dựng nhà làm việc công an xã, sớm tổ chức đánh giá tổng kết nhiệm vụ năm 2023 và đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế. Năm 2024 là năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, do đó các sở, ban ngành, chính quyền các cấp và toàn thể cán bộ đảng viên nỗ lực khắc phục khó khăn, đổi mới tác phong làm việc, quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch ở mức cao nhất. Chiều ngày 12 tháng 12 tại thủ đô Hà Nội, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức hội nghị biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2023. Tham dự hội nghị về phía tỉnh Hà Giang có đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng 32 người có uy tín tiêu biểu của tỉnh. Năm 2023, cả nước có trên 29.000 người có uy tín, tích cực vận động đồng bào chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, nhất là chính sách pháp luật về dân tộc tôn giáo, không tin theo, không tham gia các hoạt động tôn giáo trái pháp luật, tích cực tham gia xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu, tập trung phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an ninh quốc phòng, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Riêng tỉnh Hà Giang là một trong 10 tỉnh thành có số người uy tín nhiều nhất cả nước, với 2.007 người có uy tín. Thời gian qua, người có uy tín của tỉnh đã phát huy được vai trò gương mẫu đi đầu trong thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà biểu dương và khẳng định, người có uy tín có vai trò rất quan trọng,
là cầu nối truyền tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước đến với nhân dân. Vì vậy, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số luôn giữ vững tinh thần tâm huyết, tiếp tục phấn đấu, thực sự là những tấm gương sáng cho mọi người học tập và truyền lửa cho những thế hệ tiếp theo. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cũng đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp ở địa phương cần quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần để người có uy tín tham gia và có nhiều đóng góp hơn nữa vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Chiều ngày 12 tháng 12 tại thành phố Hà Giang đã diễn ra hội đàm giữa đoàn đại biểu thanh niên tỉnh Hà Giang và đoàn đại biểu thanh niên Châu Văn Sơn tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Trước đó, sáng ngày 12 tháng 12, đoàn đại biểu thanh niên tỉnh Hà Giang đã đón đoàn đại biểu thanh niên Châu Văn Sơn tỉnh Vân Nam Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy. Tại buổi tọa đàm, hai bên đã thông báo về tình hình hoạt động, kết quả đạt được của đoàn thanh niên mỗi bên và tập trung trao đổi các vấn đề, nội dung hợp tác mà hai bên cùng quan tâm. Trên nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi, tăng cường giao lưu hợp tác, học tập kinh nghiệm, thúc đẩy cùng phát triển, đoàn đại biểu thanh niên tỉnh Hà Giang và đoàn đại biểu thanh niên Châu Văn Sơn tỉnh Vân Nam Trung Quốc đã thống nhất các nội dung, gồm tích cực triển khai cụ thể hóa các nhận thức chung mà lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nhà nước và hai tỉnh đã đạt được, đặc biệt là tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc về tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Biên bản hội nghị thường niên lần thứ 3 giữa các bí thư tỉnh ủy và biên bản phiên họp lần thứ 9 nhóm công tác liên hợp, tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao trong thanh thiếu nhi, trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng mô hình công tác đoàn, mô hình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Cùng với đó, định hướng hỗ trợ đoàn thanh niên các huyện biên giới đẩy mạnh tổ chức hoạt động giao lưu, đưa quan hệ giao lưu hữu nghị giữa hai bên thực sự đi vào chiều sâu, tiếp tục đẩy mạnh mở rộng hợp tác doanh nghiệp trẻ giữa hai bên nhằm góp phần tích cực cho việc nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế giữa tỉnh Hà Giang Việt Nam và tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Ngày 19 tháng 10 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 75 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Theo đó, nhiều điểm mới liên quan đến quyền lợi thụ hưởng về chính sách bảo hiểm y tế của nhiều đối tượng. Hiện Bảo hiểm xã hội tỉnh đang khẩn trương thực hiện nhằm đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người dân. Theo hướng dẫn của Nghị định 75, nhóm người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực 2, khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực 2, khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Nhóm đối tượng này được nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế trong thời gian 36 tháng kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2023. Tự như bản thân tôi là một cái bệnh nhân hôm nay đi khám thì nghe được những thông tin như thế là tôi cảm thấy rất vui mừng mà được sự quan tâm của bảo hiểm của nhà nước. Để sẵn sàng thực hiện các quy định mới về bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế khẩn trương báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị định số 75, đồng thời tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Với mức hỗ trợ 70% thì nhiều người dân có điều kiện tham gia, những gia đình khó khăn hơn có thể vận động tham gia thời gian ngắn với phương thức 3 tháng hoặc 6 tháng. Khi mà được tăng cái quyền lợi khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế thì chúng tôi và tất cả những người nghèo làm cho những bệnh nhân ai cũng được rất yên tâm trong quá trình thăm khám. Phòng giám định tham mưu ban hành các văn bản phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh để mà giải quyết đầy đủ quyền lợi mức hưởng mới và theo cái Nghị định 75 của Chính phủ. Việc thực hiện các quy định mới về bảo hiểm y tế tới đây sẽ giúp hàng chục ngàn người dân được thụ hưởng chính sách hỗ trợ. Đây là việc làm thiết thực, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân. Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ngành cùng sự chủ động tích cực tham gia của người dân, tỉnh Hà Giang sẽ sớm đạt mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Sau gần 2 năm thực hiện đề án 06 của Chính phủ về chuyển đổi số, tỉnh Hà Giang luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, triển khai quyết liệt, đồng bộ và linh hoạt các giải pháp với quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Qua đó, các nhiệm vụ thuộc đề án 06 ở địa phương cơ bản được tổ chức, thực hiện kịp thời.
Chị Phan Thị Đào và một số hộ dân trong thôn Lùng Búng, xã Na Khê, huyện Yên Minh tập trung về trụ sở thôn để tổ công nghệ thông tin cộng đồng của xã hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Thôn Lùng Búng gần trung tâm xã, thế nhưng sóng điện thoại rất yếu, tại một số nhóm hộ thậm chí còn không có sóng điện thoại. Với sự hỗ trợ của tổ công nghệ cộng đồng, chỉ sau một thời gian ngắn, chị Đào đã kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Với những gia đình nhóm hộ nằm trong vùng lõm của sóng điện thoại, chính quyền địa phương mời công dân ra trụ sở thôn hoặc xã để kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Còn những nơi có sóng điện thoại 4G ổn định thì tranh thủ mọi lúc mọi nơi, lực lượng chức năng hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản cá nhân. Công an xã thì đã triển khai tích cực mà đã đạt được hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Trong đó thì đã thành tổng số dân là 2.885 công dân đã đến tuổi làm và đã hoàn thành 100% các loại công dân. Sau gần 2 năm thực hiện đề án 06 của Chính phủ, tỉnh Hà Giang đã đẩy mạnh chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, tập trung đầu tư hạ tầng, dữ liệu và nền tảng số, xây dựng nguồn nhân lực và hệ thống an toàn, an ninh mạng để đẩy mạnh chuyển đổi chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đặc biệt trong lĩnh vực chính quyền số, tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, tỷ lệ văn bản điện tử ký số, tỷ lệ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Đến nay, toàn tỉnh đăng ký thu nhận định danh điện tử đạt 87,8%, kích hoạt định danh điện tử đạt 53%. Đến giờ phút này, thì cơ quan thường trực tổng hợp đánh giá thì tỉnh ta đã đạt được một số những kết quả nổi bật. Thứ nhất là đối với cái dịch vụ công trực tuyến thì đây là một cái nhiệm vụ rất là khó. Nó thay đổi từ cái thủ công sang cái công nghệ thông tin. Thì vừa qua thì trên địa bàn thì một số ngành đã chủ động, ví dụ như ngành lao động thương binh xã hội, ngành tư pháp đã chủ động tham mưu để ban hành các nghị quyết để khuyến khích động viên để giảm cái lệ phí đối với cái thực hiện cái nhiệm vụ dịch vụ công trực tuyến. Thứ hai nữa là đối với một số những cái kết quả dịch vụ công trực tuyến đối với 25 cái dịch vụ thiết yếu thì một số ngành tăng tỷ lệ, toàn tỉnh tăng tỷ lệ rất cao. Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo thông báo số 434 ngày 24 tháng 1 năm 2023 của Tổ công tác triển khai đề án 06 của Chính phủ, tỉnh Hà Giang được giao 17 nhiệm vụ, đã hoàn thành 14 trên 17 nhiệm vụ, còn 3 nhiệm vụ đang tiếp tục triển khai thực hiện. Tỷ lệ trực tuyến của các dịch vụ công năm 2023 đều tăng so với năm 2021 và năm 2022. Thực hiện chương trình hỗ trợ nước sinh hoạt thuộc dự án 1 của chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo kế hoạch năm 2023, huyện Xí Mần thực hiện hỗ trợ 1.509 téc nước cho các hộ dân thuộc 16 xã thị trấn với số tiền là 4 tỷ 529 triệu đồng. Để đảm bảo tiến độ cấp phát chất lượng bồn nước, phòng dân tộc huyện Xí Mần đã tiến hành với các bước theo quy định cũng như thuê đơn vị kiểm định về chất lượng. Với chất liệu inox bền, không gỉ, khả năng chống chịu ăn mòn cao, được kiểm định là an toàn với sức khỏe. Ngoài ra, bồn nước có nắp đậy kín có thể ngăn được sự xâm nhập của bụi bẩn, các loại côn trùng và mang lại những tiện ích thật sự dành cho các gia đình, giảm bớt thời gian, chi phí các vật dụng khác để chứa nước. Dự kiến huyện Xí Mần sẽ cấp phát 1.509 tét nước cho nhân dân, xong trước ngày 17 tháng 12 năm 2023, thông qua chương trình hỗ trợ nước sinh hoạt đã góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Xí Mần. Năm 2023, tình hình dịch bệnh trên đàn lợn cơ bản được kiểm soát. Do vậy, người chăn nuôi tại các địa phương trong tỉnh đang tích cực tổ chức tái đàn. Theo số liệu của các huyện, thành phố, đến ngày 30 tháng 11, toàn tỉnh đã tái đàn được gần 56.000 con lợn, nâng tổng số đàn lợn lên gần 590.000 con, tăng 2,5% so với năm 2022. Để đảm bảo an toàn tái đàn, các hộ chăn nuôi lợn cơ bản đã chủ động thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập phát sinh, lây lan trên đàn lợn. Theo đánh giá của ngành chuyên môn, việc tái đàn lợn là cần thiết, nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi, nhất là góp phần cân đối nguồn thực phẩm, phục vụ người tiêu dùng. Ngành chuyên môn cũng khuyến cáo các địa phương cần quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc tái đàn lợn, tránh tâm lý nóng vội, tự ý tái đàn tràn lan của nhân dân. Cần áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, kết hợp sử dụng các chế phẩm nâng cao sức đề kháng cho đàn lợn. Trong đó, các cơ sở chăn nuôi cần thực hiện đầy đủ các biện pháp tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại và khu vực chăn nuôi ít nhất 1 tuần trước khi nhập lợn vào nuôi.
Đồng thời, việc nuôi tái đàn được giám sát theo dõi bởi hệ thống thú y các cấp theo phân cấp quản lý. Chăn nuôi gia súc gần nhà là một tập quán lạc hậu của nhiều gia đình đồng bào trên địa bàn huyện Đồng Văn. Do đó, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Lũng Cú đã tập trung tuyên truyền, hỗ trợ nguồn lực, triển khai di rời chuồng trại ra xa nơi ở, khu dân cư nhằm hướng tới phát triển làng du lịch cộng đồng. Để triển khai di rời chuồng trại gia súc ra xa nhà ở, các tổ chức đoàn thể của xã Lũng Cú đã đẩy mạnh vận động tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên và người dân đồng thuận nhằm xây dựng cảnh quan vệ sinh môi trường, tạo tiền đề phát triển du lịch. Ở đây chúng tôi cũng tổ chức nhiều các hoạt động như là trực tiếp xuống tại các hộ gia đình để tuyên truyền. Thứ hai nữa thì là căn cứ theo các chương trình thì ủy ban xã cũng có những cái hỗ trợ cho hộ gia đình để thực hiện cái việc mà di dời chuồng trại. Từ khi điểm du lịch làng văn hóa thôn Thèn Pả được hình thành, Ủy ban nhân dân xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn thường xuyên vận động người dân vệ sinh môi trường, di dời chuồng trại chăn nuôi ra khỏi làng, từng bước thay đổi thói quen, nhận thức của đồng bào trong việc nuôi gia súc, từ đó nâng cao tiêu chí môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp, thu hút được đông đảo du khách đến tham quan trải nghiệm. Tuyên truyền xem bà con có nghe, nhưng mà một số không nghe thì mình phải xem người ta đi trước rồi người ta làm thế nào, mình đi sau mình phải làm thế nào cho nó sạch sẽ. Còn kể cả phân mới để chuồn, mình phải dọn dẹp mới sạch sẽ. Gia đình tôi cũng vừa thu được kinh tế và phát triển để du lịch. Sau đó gia đình tôi đã thu hút được nhiều khách và xóa đói giảm nghèo. Công tác vận động, thuyết phục kết hợp với hỗ trợ kinh phí cho các hộ di rời chuồng trại và gia súc ra khỏi làng du lịch đã có hiệu quả bước đầu rất đáng khích lệ và đang được tiếp tục nhân rộng. Tình hình tội phạm lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật như đánh bạc, lừa đảo không còn mới, nhưng đang có diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Thời gian qua, Công an tỉnh Hà Giang đã tăng cường công tác phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên môi trường mạng. Bên cạnh đó, cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân nhằm nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa đối với các đối tượng này. Tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc thời gian qua trên địa bàn tỉnh Hà Giang tương đối phức tạp. Lãnh đạo Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự tiến hành triệt phá. Trong năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã xác lập chuyên án và triệt phá 4 vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc với 24 đối tượng lợi dụng không gian mạng chuyển tiền và chuyển số cho nhau. Phương thức thủ đoạn chính của các đối tượng thực hiện ấy là chủ yếu là dùng các sim giác không chính chủ để coi là thực hiện giao dịch. Khi mà đối tượng đã dùng sim giác thì cũng gây rất khó khăn cho cơ quan chức năng cũng như cơ quan điều tra. Mới đây, ngày 15 tháng 11, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, Công an huyện Bắc Quang, Công an thành phố Hà Giang triệt phá thành công đường dây đánh bạc qua mạng bằng hình thức ghi số lô, số đề qua mạng viễn thông, mạng Internet với quy mô trên 315 tỷ đồng, tạm giữ hình sự 8 đối tượng có hộ khẩu thường trú tại huyện Bắc Quang và thành phố Hà Giang. Trước đó, vào tháng 6 năm 2023, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội, Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Tuyên Quang và các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của 9 đối tượng đang hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Các đối tượng sử dụng ứng dụng Telegram, Messenger trên điện thoại di động tạo thành đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề, phân chia thành nhiều cấp với số tiền giao dịch mỗi ngày khoảng từ 2 tỷ đến 3,5 tỷ đồng. Phòng PC02 đã tham mưu cho lãnh đạo quân tỉnh tổ chức nhiều cái kế hoạch cũng như chương trình để gọi là tuyên truyền, đặc biệt là những người dân trên địa bàn toàn tỉnh Hà Giang về cái phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm, đặc biệt là một số thủ đoạn phương thức hoạt động mới để gọi là người dân nắm được để tự phòng ngừa. Thời gian tới, cơ quan công an nhận định hoạt động của các loại tội phạm trên không gian mạng tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, xu hướng gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị công an các huyện thành phố đẩy mạnh tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm trên không gian mạng nhằm nâng cao ý thức phòng ngừa, cảnh giác của nhân dân. Mỗi người dân cần cẩn trọng với các giao dịch trên không gian mạng, tham gia tích cực vào công tác phòng ngừa, tố giác các loại tội phạm. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.